buổi trưa nhá. Hôm nay bây giờ là mới 1:30 trưa mà trời rất là nóng luôn á. Mấy năm giờ rồi trời nắng rất ghê luôn. Mặc dù là mặc áo khoác rồi đó nhưng mà nắng nó vẫn xuyên qua áo luôn, và có cái cảm giác nó rất là ơi rất khó chịu. Chạy ở ngoài đường á thì chỉ mong được nhận cái thức mà trời mát như vậy thôi. Cái đoạn đường nó đi về đống mát đó, thì là cái đống mát này được cái chung cư nó tạo thành, nóng quá trời nóng luôn. Thật sự luôn là bây giờ mà đi về mà giống như mưu sinh á, giống như đẩy xe trái cây đi bán hoặc là đi bán vé số rồi đi chạy xe ôm công nghệ là kia, thật sự luôn là rất là nóng, rất là khó chịu. Mọi người thấy nắng rất là gắt luôn. Mà đã riêng thành khi mà lên thành á thì mọi người sẽ thấy là cái camera này nó hơi bị cháy nắng một chút xíu, chẳng lẽ ra mình phải chỉnh về trời mệt để cho mình nó đỡ bị cháy, nhưng mà mình vẫn để nó không. Và cái camera này thì nó không có gọi là tự điều chỉnh được, tự điều chỉnh những cái thông số đó như là trên điện thoại. Trong ra thì mình phải chỉnh tay, nhưng mà chỉnh tới chỉnh lui á rất là mất công, hay là ở chợ để rồi đi mở bình chỉnh gì hết quá xa chưa. Bây giờ thì mình sẽ chở mọi người đi qua bên chợ Dương Sinh đây, mẹ vô đây là tới tổng chợ Dương Sinh luôn đó, tổng chợ Dương Sinh ở phía đằng trước. Đương nhiên là mình sẽ không có vô. Đó thì cho mọi người đứng ngoài mọi người nhìn thôi, chợ Dương Sinh bán những cái máy móc đầy đếm và chưa có bị bảo hộ. Cái khúc này thì không có bán đồ ăn đâu nha, ví dụ mà có thì chỉ có một hai quầy, cái một hai người người ta dạng người ta bán đồ ăn thôi. Còn cái khúc ở đây á là sẽ có bán giấy với lại thùng hộp nước, hộp xốp á đó, bán những cái hộp nước, hộp xốp để đựng hải sản hoặc là đựng cá này kia, muốn mua hộp nào cũng có. Có từ bến vô đường xanh này, mình sẽ cố gắng mình vượt qua chứ không và một lượt đường xanh nữa hơi bị lâu lắm, nên là mình quyết định là phải chạy càng nhanh càng tốt. Mình chưa sử dụng tào lao rồi, mà bây giờ là ở nhúng chè mày
nó cũng đâu có cho mình thủy đâu, nó không có cho thủy luôn á. Bây giờ nó phải mỗi tháng thì nó cứ trừ trong tài khoản, nó trừ 253.000 đúng 6 tháng. Đó là dành cho xe lớn, nó quẹo qua bên phải thôi à. Còn đường xanh tới chỗ thẳng thì tới là 35 giây nữa, còn 28 giây. Chưa có đăng ký cái gói trước đó mà, thì làm sao mà trừ tiền của mình được.
xong nó kêu mình là gửi cái mail là phản hồi của bên Lazada đó, nói xác nhận là mình chưa có đăng ký giá đó, mình cũng gửi xong. Gửi xong nó cũng không giải quyết, mà nó vẫn nói là mình đăng ký rồi. Ừ, ok, thì mình đăng ký rồi, thì nó nói với mình là mình đăng ký rồi và không có thể trả thử được. Thì nó mới nói mình đó là an tâm sử dụng dịch vụ VPN 2.0 để hỗ trợ cho gia đình của mình tốt hơn. Ok, coi như là bây giờ là mình hỏi không được, hồi đầu hướng đầu là coi như là nó từ từ xong. À, mình đã gửi mail, mình khiếu nại là đã xác nhận là mình chưa đăng ký, mà bây giờ tự nhiên nói mình đăng ký. Ông kia nó gọi điện mà anh kia nó nói ok, coi như là mình vẫn xác nhận kia đi. Là ngay từ lúc đó là nó đã xác nhận là mình có đăng ký mình tham gia rồi. Rồi cái xong đó mình ngồi mình chờ quà, mình chờ chờ từ hồi đầu tháng 1. Rồi tới gần lúc mà ngày 20 mấy Tết á, là ngày làm việc cuối cùng ở bên Lazada, thì có con bé nó gọi điện cho mình. Nó gọi điện cho mình, nó nói là mình có đăng ký. Mình nói ủa, thì đương nhiên là biết có đăng ký rồi, nhưng mà sao ngồi chờ hoài à, không có thấy ai hỗ trợ, không có thấy ai hỗ trợ gì cho dân hàng mình hết, mà trừ tiền. Đấy, xong đó, nó mới nói á là do mấy cái bộ phận gì á, cái này rất là tài lan. Nó nói á, tại vì ban đầu là mình đăng ký xong rồi hệ thống ghi nhận, rồi sau đó đó mình đầy thử cái xong hệ thống nó cũng ghi nhận rồi, rồi sau đó thì mấy đứa mà hỗ trợ được kia nó cứ tưởng là mình thử rồi, nó không có biết mà trong khi đó là hệ thống nó đã trừ tiền của mình rồi. Rồi sau khi mà mình trừ tiền xong á, thì nó nói lúc mà trừ tiền hồi tháng một á, hồi đầu tháng một á, mình có khiếu nại là vì sao chị tự của mình đó. Nó nói là mình đã xác nhận mình đăng ký mình tham gia, ok thì mình đăng ký mình tham gia, bởi vì dù sao thì nó cũng có tự tiền rồi. Nó tự nhiên là như mấy đứa nhân viên hỗ trợ kia nó nói mà là mình cũng tại vì nó tưởng là mình thử là nó không hỗ trợ tài lao trên hệ thống của tụi nó, thì nó không biết chứ. Nó hỗ trợ đến một ngày luôn á, coi như là một tháng đó là mình mất 253.000, mà nó hỗ trợ đến ngày cuối cùng trước khi mà nó nghỉ Tết. Giống như là chỉnh sửa, giống như là thêm những cái gọi là những cái mô tả sản phẩm này kia, giống như là theo đúng cái danh mục này kia thôi, mình làm cũng được vậy, đây mình làm biến làm thôi. Đó, với lại nó thêm thành trong cái phần mô tả thì mình theo cũng được vậy. Tự nhiên nó chỉnh sửa sao vậy, nó chờ gần tháng rồi mà nó hỗ trợ đến con ngày vậy. Cái xong bây giờ thứ hai rồi, cái nó trừ thêm 253.000 nữa, có một thằng hứa gọi điện cho mình nói là sẽ hỗ trợ cho mình giai đoạn 2, và trong khi đó giai đoạn 1 đó hỗ trợ đến một ngày 1 luôn. Cái mình hỏi thằng đó đó là ủa bộ giai đoạn 1 là hỗ trợ xong rồi hả, nó nói là hỗ trợ xong rồi, bây giờ là tới giai đoạn 2. Thì mình tại vì có cái con nhỏ mà nó hỗ trợ cho mình giai đoạn 1 đó, nó nói với mình đó là sẽ sau khi mà do em nghỉ tết xong đó, nó sẽ hỗ trợ cho mình tiếp. Mà bây giờ ổng nghỉ tết xong á, giờ mình nhắn tin nó không trả lời, giờ có thằng hỗ trợ giai đoạn 2. Thằng hỗ trợ giai đoạn 2 á thì nó cũng mới hỗ trợ mình được có một lần, là hôm qua nó nói, hôm qua bữa vậy á, nó nói nó đã sửa xong thông tin rồi vậy thôi. Mà mình hỏi nó là mình mới hỏi nó là nó hỗ trợ từng thích như thế nào, là nó tự động hỗ trợ hay là mình liên hệ nó, tức là mình cần biết, mình cần cái lịch trình, cái lộ trình cụ thể để nó hỗ trợ được như thế nào. Giống như là một tuần hoặc là một tháng thì nó hỗ trợ bao nhiêu ngày, bao nhiêu lần. Thì nó nói á, sẽ tùy theo cái thị trường, với lại tùy theo cái quy mô gian hàng của mình đó, thì nó sẽ chủ động nó liên hệ và nó hỗ trợ cho mình. Nếu mà cái gì mình nói vậy đi, giả như mình thấy nó hỗ trợ cho mình một hai lần, mà cũng coi như là nó, nếu mà nó dựng vô cái lý do này á,
hỗ trợ mình là hai lần cũng được đó. Mà trong khi đó nó cam kết là một tuần nó có hỗ trợ từ 2 đến 3 lần. Nhưng mà người ta không có biết đánh giá đâu á, cái là người được họ biết là vô trong học viện Lazada đó, có cái phần mà vô trong 2.0 nó đánh giá trong đó, thì có vài người biết được họ vô họ đánh giá là ba phần đánh giá là một sai không, đó là bày giờ ra để rút tiền của người bán hàng chứ không giúp ích được gì, không tăng doanh số mà cũng không có cải thiện gì, chẳng cải thiện cái gì. Tự nhiên mình bây giờ mình nhúng tràn, mình nhúng tràn 6 tháng rồi là hơn 1,5 triệu, hơn 1,5 triệu cho 6 tháng nó chẳng được hơn trị giá gì. Mà trong khi đó đến 60 được xem thôi, và ngày nào cũng vậy á, chỉ có dư đó thôi ạ. Và cái sự xé đó đó nó sẽ tận từ mềm, dù là cái còn đầu còn hay là cái gì đi nữa thì giống như là nó vẫn cũng như vậy. Và cái bình quân nó là khoảng 50 người, 50 được xem trên cái dàn hàng chúng mình ở trên Lazada. Đó bây giờ mình sử dụng vô cho 2.0 tháng thứ 2 được chẳng đã tìm được cái phần tiền giáo khi thân mình tạo thân tiền bán hàng mà tiền lợi bán hàng trên Lazada bắt vô để bánh phí vô cho 2.0 mình chẳng đủ nữa. Không biết cái gì á, cái bày ra cái trà này là cái phần tiền giáo rất là tư vấn thì nó hay lắm, nó sẽ cải thiện được như và nó muốn tay một thời gian sẽ thấy cải thiện các chỉ số cải thiện. Bây giờ thấy thứ hai rồi, thấy tiền á thì đã bán đủ 2 tháng mà cải thiện về dân số được xem được cho thích được như chẳng cải thiện được cái gì, chẳng hiểu vì sao tự thay bày ra làm gì. Cái vụ đây nó bày ra nó muốn ăn tiền của mấy cái nhà bán hàng mà bán được nhiều đơn chứ, là một tháng nó được vài trăm đơn, nghìn đơn kia hay là 200 đơn á, tức là mình được khoảng 5-7 đơn gì đó thì hãy bày ra đó, là mình 2-3 ngày mình có 1 đơn rồi, 2-3 ngày mình mới có người mua rồi. Mà mua xong á thì nó còn cộng về mà thứ vận chuyển được đưa nó ăn của mình 6%, thì thứ thanh toán với lại thứ thanh tiền
bốn người vậy. Ăn của mình mới 6%. Bán thật sự ra cái như cái giá trị sản phẩm đó thì nó cao vậy thôi, cái như nói bán được một đô 100.000, nhưng mà còn cái tiền giá vốn mà chi cái sản phẩm nữa chứ đâu phải mình bán 100.000 mình lại 100.000 đồng, chưa trả còn 6.000 chưa cho anh cái chuyện như vậy phải ăn đi, vậy mà còn bắt mình đăng ký vô trang cái chương trình sạch lông sạch mắt vô trang 2.0 giúp cho nhà bán hàng cải thiện những doanh số lượng tiêu chuẩn, tạo độ uy tín với khách hàng, tạo độ uy tín của nhà bán hàng hậu ai và mình cũng có thể nhớ ra không lúc mà nó gọi điện nó một phần đăng ký nói rất là hay, nói như là hát hay giống như là nó ghi sẵn một cái tờ giấy á, rồi sau đó thì gọi điện cho gian hàng rồi cái xong nhìn theo cái tờ giấy nó đọc thôi, giống như là đọc nguyên văn vậy đó. Còn những cái câu mà mình hỏi á thì nói chung 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 giống như á mình hỏi á cái vụ đi mà sử dụng sau cái khoảng thời gian sử dụng đó mà không thấy cải thiện thì sao, nó bị tự lại cho mình một khách hàng trả tiền lại cho mình không, nó là cái đó là còn tùy thuộc vào gian hàng nó giờ nó chẳng được. Chương tàu lao và cái chương trình tàu lao sầm lấp một cái chương trình sầm lấp để moi tiền lấy tiền của nhà bán hàng, nhưng thật chất ra thì có giá trị chẳng có ý nghĩa thực tế, có giá trị thực tế. Nên là mình là chẳng thà mình để 2 tháng mình mua vé số hoặc là mình làm từ thiện với bạn tốt hơn. Tự nhiên giờ thấy em thấy tháng trời